Hình ảnh này, này và này, các bạn có thấy quen không? Đây là hình ảnh đốm trắng trên răng. Đốm trắng trên răng là tình trạng gì? Nguyên nhân do đâu và có cách nào điều trị? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video này nhé. Xin chào các bạn, mình là bác sĩ Thủy Tiên đến từ trung tâm chỉnh nha Vinalight. Vinalight. Một nụ cười thay ngàn lời nói. Đốm trắng trên răng là tình trạng răng xuất hiện những chấm màu trắng phân biệt so với vùng răng còn lại. Kích thước to hay nhỏ thì tùy thuộc vào mức độ tổn thương của men răng. Nói theo cách chuyên môn, đốm trắng là những dấu hiệu sớm của sự hủy khoáng hay còn gọi là ăn mòn ở bên dưới bề mặt men răng. Những tổn thương này có thể tiến triển thành sâu răng hoặc không. Nguyên nhân gây ra đốm trắng có rất nhiều. Một trong những cái nguyên nhân phổ biến gây ra đốm trắng như là răng nhiễm fluor. Răng bị nhiễm fluor thì thường là do sử dụng quá nhiều fluor suốt một thời gian dài trong quá trình giai đoạn mà răng vĩnh viễn đang hình thành. Fluor có thể có trong nước súc miệng, kem đánh răng, nguồn nước hay thực phẩm mình ăn hàng ngày. Hàm lượng fluor dư thừa sẽ làm phá hủy cấu trúc của men răng. Một trong những nguyên nhân phổ biến khác có thể kể đến là chứng thiểu sản men răng. Thiểu sản men răng là một khiếm khuyết của men răng do trong giai đoạn mà răng mọc, men răng hình thành không hoàn toàn hoặc cấu trúc men răng bị lỗi dẫn đến men răng bị mỏng, yếu và có chất lượng kém. Nguyên nhân gây ra chứng thiểu sản men răng có thể kể đến như do di truyền, do mẹ bầu có chế độ dinh dưỡng kém, thiếu vitamin D hoặc là do trẻ còi xương, trẻ phải sử dụng nhiều kháng sinh trong những năm đầu đời. Ngoài ra, có một số nguyên nhân khác cũng thường gặp như là do vệ sinh răng miệng kém hoặc bệnh nhân đang đeo mắc cài sẽ bị bám nhiều các mảng bám và vôi răng. Thêm vào đó, chế độ ăn uống có chứa hàm lượng đường hay axit cao như nước ngọt có ga, hoa quả có vị chua, vân vân cũng làm phá hủy men răng. Tùy từng vị trí của đốm trắng ở răng cửa hay răng hàm và tùy thuộc vào cái mức độ tổn thương của men răng mà sẽ có phương án điều trị phù hợp. Thông thường, hướng xử trí đối với các cái trường hợp mà bị thiểu sản men răng mức độ nhẹ sẽ là bôi fluor. Fluor khi mà được bổ sung ấy, thì là sẽ làm cho men răng cứng chắc hơn và giúp cho phòng ngừa sâu răng. Răng bị nhiễm fluor mức độ nhẹ hoặc bị thiểu sản men răng mức độ nhẹ cũng có chỉ định tẩy trắng răng. Tuy nhiên thì sau một thời gian sẽ cần phải tẩy lại. Hiện nay có thể điều trị đốm trắng bằng phương pháp Icon hay còn gọi là phương pháp xâm nhập nhựa. Đây là một kỹ thuật xâm lấn tối thiểu, không cần mài răng, không phá hủy men răng, không gây đau và cũng không cần gây tê. Phương pháp này sẽ xâm nhập vào bề mặt đốm trắng bằng nhựa quang trùng hợp, từ đó có tác dụng che lấp những tổn thương đốm trắng và giúp tăng cường độ cứng chắc của men răng. Trong trường hợp răng có các triệu chứng ê buốt, nhạy cảm hoặc các răng hàm phía sau bị vỡ mẻ thì sẽ cần phải điều trị can thiệp sâu hơn như là chám phục hồi răng bằng các vật liệu chám, composite hay GIC. Đối với các tổn thương đốm trắng mức độ nặng ở vùng răng cửa gây mất thẩm mỹ thì sẽ cần phải làm các miếng dán sứ veneer để giúp cải thiện màu sắc răng và hình thể răng, hoặc làm trục bọc ở các răng hàm phía sau để phục hồi lại chức năng ăn nhai. Tại nha khoa Vinalight, đội ngũ bác sĩ chúng mình đã điều trị thành công cho rất là nhiều bệnh nhân gặp phải tình trạng đốm trắng như vậy. Nếu bạn hoặc người thân của bạn đang gặp vấn đề tương tự, hãy đặt lịch thăm khám sớm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!